Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai câu lạc bộ Chelsea và câu lạc bộ Wolverhampton. Đó là trận đấu thuộc vòng đấu thứ 10 giải Ngoại hạng Anh, và trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 21 giờ ngày 8 tháng 10, và các cầu thủ Chelsea sẽ tiếp đón Wolverhampton trên sân nhà. Và theo đánh giá của nhà cái thì đội chủ nhà Chelsea sẽ được đánh giá cửa trên và sẽ chấp đội khách Wolverhampton với mức kèo là 1,25, mức kèo phải tăng 1,5 và hạ xuống còn 1 trái. Mức tài xỉu trận này là 2,5, 2,75 và 3 trái tùy tiền ở biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nha. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là mình có tạo một cái kênh YouTube mới tên là Di Soi Kèo. Thì bạn nào quan tâm đến những nhận định của mình để tham khảo kèo bóng thì mong các bạn ủng hộ kênh mới của mình bằng một lượt đăng ký nha. Mình có để sẵn đường link kênh mới ở bên dưới phần bình luận của video này. Các bạn cứ việc nhích nhẹ cái màn hình, các bạn xuống dưới phần bình luận. Sau đó các bạn sẽ thấy một cái link màu xanh và ấn vào đường link đó, ấn thêm chữ đăng ký là xong. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu này nha. 5 lần gặp nhau gần nhất của Chelsea và Wolverhampton. Chelsea thắng 1, hòa 3 và thua 1 trước Wolverhampton. 5 trận thi đấu gần nhất của Chelsea, Chelsea thắng 2, hòa 1 và thua 2. 5 trận thi đấu gần nhất của Wolverhampton thì Wolverhampton thắng 1, hòa 2 và thua 2. Và ở trận đấu này với cái mức kèo thế này thì theo nhận định của mình thì mình chọn cửa đầu khách Wolverhampton được chấp 1,25 hoặc là 1,5. Vì sao? Và ở trận đấu này lần gặp lại Chelsea mình nhắc cửa dưới. Tuy nhiên thì xét về thực lực thì Wolverhampton họ cũng không phải gọi là hoàn toàn quá yếu đâu. Thứ hai nữa thì do mức kèo chấp nó cũng hơn một trái. Nếu như trận đấu này mà Wolverhampton cầm hòa được Chelsea, thậm chí là để thất bại được Chelsea với cái biệt là một bàn, thì chúng ta chọn cổ Wolverhampton, chúng ta cũng chỉ từ quầy kèo để thắng kèo mà thôi. Và thứ ba nữa thì xét về phong độ cũng như thành tích ở đầu á, thì mặc dù là phong độ thì dạng này của Wolverhampton đó thì cũng chưa mấy thật sự tốt lắm. Tuy nhiên thì cái thành tích ở đầu của Wolverhampton trước Chelsea á, thì cũng đang khá là cân bằng, khi mà 5 lần gặp nhau nhất thì Wolverhampton chỉ để thua duy nhất Chelsea có một trận mà thôi. Và biết đâu với cái đớp trên Chelsea trước đây thì một lần nữa Wolverhampton họ sẽ có ít nhất một điểm để ra về trên sân Chelsea, thậm chí là đá bại được Chelsea sau, khi mà thực lực của Chelsea ở thời gian đây á, thì cũng đang rất là chật chọt, thi đấu cũng không đều. Cho trận đấu này mà nào tin tưởng mình ưu tiên đi cửa đội khách Wolverhampton được chấp 1,25 hoặc là 1,5, mình điểm sẽ rất là sáng cho bạn. Dự đoán trận đấu này khả năng cao là Wolverhampton họ sẽ có được trận hòa trên sân của Chelsea. Mức tài xỉu trận này là 2,5, 2,75 và 3 trái. Thì các bạn cũng đã thấy rồi, những trận đấu nào mà có sự hiện diện của Wolverhampton á thì đa phần là không nhiều khả năng ghi, với lại những lần mà hai đội chạm trán trước đây á thì mình thấy là từ hai bàn trở xuống nhiều. Dự đoán trận đấu này kết thúc 9 phút hai đội sẽ cầm trận nhau, sẽ là hòa không mà thắng, hoặc là 1-0 nhưng mà cho Wolverhampton. Nào tin tưởng mình đó, ưu tiên đánh cược xỉu 2,5 trận này. Và nếu trận đấu này các bạn không tin tưởng của Wolverhampton, ưu tiên đánh cược xỉu không được. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là 0,25 và sẽ một trái. Dự đoán thì một hai đội sẽ cầm trận nhau với số là hòa không mà thắng, hoặc là Wolverhampton là những người có bàn trước. Thì một các bạn hãy là chọn cổ Wolverhampton được chấp và đá siêu một nha. Tóm lại cháu chốt kèo chọn cổ đội khách Wolverhampton được chấp 1,25 hoặc là 1,5 và đá xỉu. Ở hiệp một cũng vậy. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Chúc em may mắn nha.